Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Ăn Chơi Cùng Nhân Lì. Thì bữa hôm nay Nhân Lì sẽ đi ăn lẩu băng chuyền buffet ở bên tiểu bang Florida. Đây là cái ngày mà cuối cùng Nhân Lì ở Florida. Ngày mai Nhân Lì sẽ đi về tiểu bang Missouri và sẽ kết thúc một cái chuyến hành trình đi khám phá vùng đất Florida. Bây giờ tụi Nhân sẽ đi hướng về nhà hàng lẩu băng chuyền để coi nhà hàng lẩu băng chuyền nó có gì ngon và nó có cái gì ngon để quay cho các bạn coi. Bây giờ hãy follow me. Lên đường, chúng ở đâu? Đeo lạnh em, tôi lạnh lắm á. Hai nào mà có lạnh, tôi lạnh á. Trời, mấy người nghe không nghe không? Ok các bạn ơi, thì đã tới cái nhà hàng Aspis Hot Hot rồi. Thì bữa nay tụi mình sẽ ghé đây ăn lẩu băng chuyền nha các bạn. Chưa lấy bạn chứ ha? Sao? Chưa lấy bạn được chứ hay? Xích bí bồ. 6 người. Ủa cái này thọt tay được không? Không. Ai cho ai đấy? Cái tiệm của mình phải tối á. À. Chứ mà tiệm sáng là cũng không. Ok các bạn ơi, mình đã tới nơi rồi. Thì bữa hôm nay nhà hàng hơi đông, cho nên họ sẽ kêu mình đợi là khoảng 30 phút mình sẽ được vô. Thì đây là trước cửa của cái nhà hàng băng chuyền, và mình sẽ đứng đây mình đợi khoảng 30 phút. Thì để coi cái cơ cấu hoạt động của cái nhà hàng như thế nào. Đó chính là sẽ có lẩu. Mình ở đây mình có hai lựa chọn, một là ăn lẩu hay là hai là ăn lẩu với nướng luôn. Thì họ đồ ăn họ sẽ để lên băng chuyền và họ sẽ chuyền đi vòng. Thì mình ngồi cái bàn đó, mình thích cái nào mình lấy thôi. Và họ sẽ đem thịt ra mình nướng và lấy. Rất là đơn giản các bạn nhé. Thì cái băng chuyền nó rất là dài và mình chỉ cần ngồi đó mình ăn và mình lấy thôi. Các bạn thấy đơn giản không? Ok, đó chính là cơ cấu của lẩu băng chuyền. Thì để coi họ có bao nhiêu món. Cái băng chuyền thì các bạn cũng đã biết rồi. Ok các bạn ơi, cái chỗ này nó gọi là 66 Q-Pot. Thì nếu mà các bạn nào mà chỉ ăn lẩu không á, ăn buffet mà kiểu lẩu á thì là 22.99 một người. Các bạn ăn buffet mà kiểu mình thịt nướng Hàn Quốc á là 26.99 một người. Còn nếu mà các bạn ăn nào mà vừa lẩu vừa thịt nướng Hàn Quốc luôn á, đó chính là 29.99 một người. Có nghĩa là các bạn vừa ăn lẩu mà vừa ăn thịt nướng Hàn Quốc luôn. Ok. Bây giờ mình sẽ vô đây ăn thử coi cái chỗ này nó có ngon không nhé. Giờ mình sẽ review cho các bạn coi. Thì cái chỗ này nó được lên báo của Tampa Bay các bạn. Chứng tỏ là chỗ này có rất là nhiều người thích tới đây. Ok, mình sẽ ăn ghé thử nhé. Ok các bạn ơi, đội của mình đã được đi vô rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi vô nhà đây nha các bạn. Nhân này bữa nay đã có mặt tại lẩu băng chuyền. À. Mời xin gọi. Ok bác ạ, các bạn ơi, thì các bạn đã biết cái cơ chế của cái lẩu này rồi. Thì ở đây là all you can eat, các bạn có thể ăn thoải mái với lại 22.99 hay là tất cả có thể ăn thoải mái với 26.99 hay là các bạn có thể ăn thoải mái với 29.99. Thì mình sẽ ăn loại 29.99 này để coi nó có gì khác biệt nhé. Bây giờ mình sẽ coi qua cái phần lẩu đi. Bây giờ mình sẽ ăn súp lẩu. Ok, mình sẽ chọn cái lẩu mà các bạn có thể chọn cái lẩu gốc của nó nè, hay là các bạn lẩu kiểu Trung Quốc nè, hay là chọn lẩu cây nè, hay là chọn lẩu kim chi nè. Xong rồi các bạn sẽ chọn được ba cái mùi, hay là bò nè, duck pot nè. Rồi các bạn sẽ chọn là thịt. Ok. Còn cái này là seafood. Ăn nướng hay là ăn lẩu không? Ăn lẩu không.
vegetable, con này là vegetable, con này là barbecue, you can eat barbecue. Lỗ Văn Chì quá trời thịt barbecue luôn. À hả? Ủa mình chọn thịt trong đây luôn hả hai? Chọn thịt trong đây luôn hả? Ủa gì còn thịt nướng, thịt nướng có cho trả luôn. Lại lấy thịt luôn. Ok. Thôi vậy à. Anh nghĩ anh ăn lẩu thôi. Tại thịt nướng mình nó quay rồi. Anh ăn lẩu thôi nha. Em ăn lẩu thôi. Tại vì thịt ăn lẩu thôi. Kỳ mọi người ta. Có thịt gì chơi, ủa có ghẹ đó nè. Ăn lẩu thôi hả? Ôi giờ mình ok. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ đi lấy đồ để trụng lẩu nha. Thì bây giờ chị hai mình đã lấy lẩu rồi nè. Các bạn thấy không? Đây có này. Bây giờ mình sẽ coi rồi nó có cái gì các bạn nhé. Rồi mình sẽ lấy ra thôi. Mực nè, trứng cút nè, tôm nè, ghẹ nè. Thì bữa nay Nhân Lì sẽ ghé đây để mà quay cho các bạn coi. Ở đây nó có cái nồi lẩu cho mình các bạn, mỗi một người là một cái nồi lẩu riêng, mỗi người một người là một cái nồi lẩu riêng. Bạn tôi có một cái nồi lẩu riêng, bạn tôi có một cái nồi lẩu riêng, bạn tôi có một nồi lẩu riêng, bạn tôi có một nồi lẩu riêng. Ok, thì bây giờ mình coi cái nồi lẩu này nó không có nóng các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ ăn kêu ăn thử đi, mấy người ăn thử nướng đi. Bây giờ mình sẽ ăn lẩu đi các bạn. Nếu thì nó có thịt đồ mấy cái này bỏ lên nướng thôi. Dạ. Có gia vị đồ này kia. Ở sao này nè, nướng này cái này khác hơn cái chỗ thịt đi chua nè. Hả? Nhưng mà thay vì bây giờ mình đổi thì nướng mình bỏ đi, bỏ lẩu trụng cũng được. Nướng nè. Gia vị thì ví dụ mình muốn kêu thì bây giờ mình sẽ được lấy ở cái băng chuyền đó, mình sẽ được lấy ở cái băng chuyền đó. Rồi mình sẽ lấy được gao nữa các bạn ơi. Bên này Nhân Lì ghé đây, Nhân Lì vào quay coi cái nhà hàng này nó phục vụ thế nào. Trứng sống nữa nè. Đi coi chị hai lấy gì đây. Có ghẹ nè. Có ghẹ kìa, lấy ghẹ không? Lấy ghẹ chị hai. Lấy ghẹ nè. Ô, có ghẹ nè. Có ghẹ đây, cái thịt bò đó kìa. Bây giờ mình ăn bao nhiêu thì mình lấy bao nhiêu các bạn ơi. Thì sau khi mà mình lấy ghẹ xong rồi, mình sẽ chuẩn bị cái lẩu đó ra và mình sẽ đi qua đây để mình lấy đồ chấm, nước mắm, nước tương, đồ đường, bột ngọt, muối, mè. Thì các bạn vô đây các bạn giống như là ăn buffet vậy, muốn ăn cái gì ăn nhé. Lấy cái gì lấy. What's up? Bây giờ hả, giờ mày lấy gì? Trứng cút hả? Ờ, từ từ đây. Trời, một lần đi lấy một dĩa với các bạn. Thì bây giờ từ từ đi. Ê hey, các bạn ơi. Thì bây giờ đồ đã lấy rồi, mình đã chọn rồi, thì các bạn vô đây. Chúng nó đem ra chưa? Đó, đem ra. Nước à. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái lẩu của mình. Mình thích lẩu xương bò, hay là lẩu thuốc bắc, hay là lẩu cây, hay là lẩu kim chi. Thì các bạn, người ta sẽ đem cái nước súp ra. Và người ta đem nước súp ra rồi, các bạn sẽ để lên cái nồi này. Và các bạn sẽ nấu đó theo là medium low hay là high nè, thấp hay cao. Và các bạn sẽ trụng những cái con này vô ăn. Các bạn sẽ ăn thoải mái luôn. Thì khi mà ăn hết rồi, các bạn sẽ qua bên kia, các bạn lấy đồ ăn tiếp theo. Còn ở sau này, các bạn sẽ lấy được đồ nêm, gia vị. Như vậy thì đơn giản thôi, các bạn sẽ ngồi ở đây và các bạn sẽ ăn ở đây. Còn cái dĩa nướng thì nếu mà các bạn ăn nướng thì họ sẽ bật cái dĩa nướng lên cho các bạn. Còn nếu mà các bạn không ăn dĩa nướng thì các bạn sẽ không ăn, ok? Thì các bạn cứ đi ăn và lấy gao thôi, ở đây có rất là nhiều gao. Rồi. Thì ở trong đây nó có là thịt bò, chicken. Thì tất cả những cái thứ này á, ở trong đây họ đã để ở trên chảnh rồi. Cho nên các bạn chỉ cần đi lên chảnh lấy thôi, các bạn không cần phải ở lại trong đây. Đúng không? Mực nè, bạch tuộc nè, phi lê nè, trứng cút nè, chả chiên nè. Ok. Gao cải nè.
sườn bò nè, tới chung tất cả trong đây nó đã khó trả lời ok. Ăn. Ở đây nó có nước tương nè các bạn, nước tương, dầu hào, tiêu, chanh, tỏi, nói chung là đủ thứ hết trơn á. Cái này gì vậy? Hem hả? Bây giờ mình sẽ đợi coi cái gì nó ra mình lấy các bạn ơi. Hem không vậy? Không có cải ra thì kìa lấy không? Để lấy cầm đi. Ok. Cái này lấy cái này cho lấy. Đây đây. Đây. Chả cá. Đó chả cá. Rồi nên nãy giờ. Chung chung lấy gì đó chung muốn ăn xì xem không, ăn nước tương không, nước tương bên kia, nước tương bên đây, chúng ta ăn nước mắm nè, đây cái nước mắm nè chung, à, đây cái nước mắm nè. Bây giờ thì ở cái này nó có cái dĩ nướng cho mỗi một người sẽ có một cái dĩ nướng riêng các bạn nhé, mỗi một người sẽ có một cái dĩ nướng riêng. Thì nó đã dính trên bàn rồi, bây giờ các bạn chỉ cần bấm power 2. Uống nước lạnh hả? Thì sau các bạn on và off thôi nha các bạn, các bạn dễ xài. Và mọi người sẽ có đồ ăn riêng. Ok. Ok các bạn ơi, họ đã đem súp kim chi ra rồi. Thì mình sẽ bỏ vô lẩu này. Spicy right here. Ok. Bây giờ mình sẽ bỏ vô đây các bạn ha. Rồi, ok. On. Ok, giờ mình đi, giờ mình đã dặn nó lên 2 rồi các bạn, thì nó sẽ nóng lên. Và mình sẽ dùng tất cả những đồ vô đây ăn các bạn ha. Ồ, nó nóng rất là lẹ luôn. Ok các bạn ơi. Ok các bạn ơi, bây giờ cái nồi lẩu của mình đã sôi nó rất là lẹ luôn. Mình rất là thích cái kiểu ăn này các bạn. Bây giờ mình sẽ trong đây nó không có gì nè. Nó có mấy hộp nè. Lấy cái có cái gỗ đi kiếm. Lấy cái gì em lấy giá cho. Lấy cái lưới cho nó đi, lấy giá gỗ á. Cái này là heo, cái này là của mình nó sôi dữ quá các bạn. Bây giờ của vợ mình sôi chưa? Bạn của mình sôi chưa? Thank you, thank you. Ồ. Khỏi, ok. Thank you anh. Ok các bạn ơi. Mình có cái giá lưới này để mình vớt này. Lẩu như thế vậy đó. Hả? 4 tháng hai ăn cho con. Trong bầu 4 tháng ăn cho đứa con. Từ đó cái đó cái học đó. Vớt không? Ăn học sôi lưỡi lắm đó. Cũng nó đi hành bỏ vô. Bây giờ mình sẽ vớt hết mấy cái này ra đi các bạn. Hấp dẫn quá Trung ơi. Chung một mình Trung là bự nhất một chảng. Anh đua không ha? Trời ơi. Đua không kẹp. Chết rồi. Ok. Ăn hết nha, ăn hết. Oh yeah. Bây giờ mình sẽ bỏ cái ghẹ vô đi các bạn ha. Mình thích ăn ghẹ thì bỏ ghẹ vô. Bỏ hải sản vô. Ok. Bây giờ tôi thích ăn ghẹ thì tôi bỏ ghẹ vô. Bây giờ nhặn nó cao lên. Thích ghẹ bỏ ghẹ vô hả? Được. Thích ăn ghẹ. Thích ghẹ bỏ ghẹ vô phải không? Oh yeah, thích ăn ghẹ thì bỏ ghẹ vô. Thích ăn gà bỏ gà vô luôn. Bỏ đâu? Bỏ lấy đâu vậy? Ở trước em. Trước rồi đó.
Bây giờ mình phải bỏ thịt bò vô đi các bạn. Thì các bạn thích ăn cái gì thì các bạn bỏ vô nha. Ui, giờ mình đã bỏ cái nồi lẩu bự của Chà Bá luôn. Đẹp đầy quá. Bỏ gà vô đây luôn. Cá mèo nè. Cá mèo. Có cá mèo tối tôi bắt kêu làm đi không chịu đâu. À, đây, đây. Wow, bây giờ mình ngồi đây mình ăn cái lẩu này đi các bạn. Cái lẩu này rất cay. Dạ, ăn lẩu này thôi. Cay hả? Rồi, cay. Cái lẩu này nó rất là cay các bạn ơi. Ăn lắm không ạ? Ăn đây, đây. Cay lắm hả bậy? Đó. Anh để đi quay được mà. Ok. Qua ăn thử lẩu kim chi của vợ mình đây. Vậy hai mình ăn cái gì đây? Kim chi. Kim chi luôn hả? Của vợ mình ăn lẩu kim chi. Điên chồng hay thôi. Ngon không? Kim chi ngon không? Không, chưa thử. À. Anh muốn thử không? Bây giờ mình sẽ lấy thử nước súp kim chi của vợ mình uống coi. Mình thôi kim chi không ngon, em ăn thử cái lẩu của anh nè, lẩu cây của anh. Bây giờ mình bỏ nấm vô đây các bạn ơi. Thì mỗi người sẽ có một cái lẩu nhỏ nhỏ như vậy để tự trụng luôn, thích ăn cái gì thì trụng cái đó. Thôi bây giờ mình bỏ miếng thịt bò đi, ăn ngay thịt bò để ngon các bạn. À, bây giờ mình thích ăn cái gì thì mình bỏ đi. Thôi anh ăn gì mình bỏ đi. Được. Ăn cá không mèo? Cảm ơn. Đây đây. Ờ. Vậy là mình bỏ miếng tàu hũ vô đi, tofu. Tofu nha các bạn. Như vậy thì cái nồi lẩu của mình nó đã rất là phong phú rồi, có ghẹ nè. Chưa anh. Ê, what's up? What's up? What's up? What's up? Đi rồi. Mấy đêm rồi hả? Sáng là chưa mới nướng rồi, mới nướng ngoài bãi biển á. Ồ. Cá hello, hello. Hết chưa? Hết chưa? Rồi có nhiều đó vô đi. Sắp đó cả. Chúng ta đại chiến. Mới vô hả? Tại vì phải đợi order để nửa tiếng hồ nữa. Ăn lẩu cho đã. Con họ. Con hay là già tuổi. Để qua nó lạnh. Gái à. Con hay là được gái. Anh không chấp lại ơi, từ anh gấp gan bớt nha. Okay. Gì bà đi cũng lấy. Thì bò. Lần đầu tiên mình ăn lẩu kim chi với ghẹ các bạn. Tưởng chỉ người sao mà đỏ vậy? Ok. Em bỏ sốt vô. Sốt hơn à. Chờ em xíu em quay lại liền ha. Anh cứ thấy rồi, mình cứ thấy mình sợ sợ ha. Cho nó nấu cay á. Cay á. Ừ. 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 Không, nó có cái sốt, cái sốt của barbecue lẩu kim chi với lại giấm. Bây giờ mình đi lấy đồ ăn các bạn nha. Giấm với lại kim chi. Bây giờ mình sẽ đứng đây để coi có cái gì ngon thì mình lấy đi. Không có cái gì ngon hết. Mình đứng đây để mình coi có gì ngon ra mình lấy nha các bạn. Nhiều, lấy nhiều luôn. Ok. Bây giờ mình lấy nhiêu mình bỏ vô đây. Rồi.
Bây giờ mình đã lấy được cái hũ gao rồi các bạn ơi, mình sẽ bỏ vô đây ăn nha. Chồng vô cho nó làm chi á, lại lấy cái bỏ vô. Ăn ké tính tiền gấp đôi đó. Trời ơi, ra biển tôi đang có gió, có thổi. Trời ơi, cho lạnh quá. Nãy giờ em thấy em đi lấy nhiều không ăn nha. Em lấy nhiều mẹ mất ít. Em thấy đồ ăn em khoái quá. Wow, nấm đã chín rồi các bạn ơi. Nhà có thì gói xuống nha, xe liền. Đục nó, nãy em nói. Thôi tắt rồi. Em dặn dặn lô chưa? Tắt rồi. Em ơi có không? Sẽ bị bỏ mà. Nóng quá. Chị hỏi con cá không? Gì? Quá ngon. Hồi đi ăn câu cá không? Hả? Đi câu cá không? Thôi em nói dở. Thiệt, Tung chưa câu được con nào hết. Tung mới câu được con, Tung mới về. Thịt kia như thế này. Bài gì? Bài gì? Ờ, cho có thịt đây nè. Cho một cái bít bon sức. Các bạn có thể ra băng chuyền, các bạn lấy những cái dĩa này về, xong rồi các bạn bỏ vô lẩu của các bạn. Thì nếu mà các bạn thích ăn cái gì thì cứ lấy thôi, không có gì ngại cả, tại vì ăn là buffet mà. Cứ đi ra ngoài thích ăn cái gì lấy cái đó về, thích ăn gì lấy cái đó về. Kiêu xàm nữa đó. Kiêu xàm nữa đó. Nó bốn người mà bây giờ một cái con rồi, cái này rồi thì chỉ còn hai cái. Kiêu xàm nữa rồi. Đây quá lỗ này, cả em ăn lỗ này còn được không? Cái gì ăn cái thấu kỳ vậy? Đây cho miếng đi, ăn cái thấu kỳ nào lấy không? Thôi cho miếng đi, thấu kỳ nè. Ăn không? Cái thấu miếng nha. Lấy đi lấy, lấy không nữa. Lấy không nữa, phải ngại lắm. Ngại quá. Ê, có bị gói hả? Không đủ ghế hả? Dọn lại, dọn lại. Mình mới lấy một dĩa trứng cút các bạn. Bây giờ mình bỏ trứng cút vô đây ha. Thấy mày gói, lấy rồi. Với lại mình bỏ rau này vô nữa. Nóng chưa vậy, nóng chưa? Ok, bây giờ mình sẽ ngồi mình ăn nha. Ấm rồi đó. Ấm rồi đó. Ấm rồi đó. Vậy tôi coi đồng đội tôi ăn sao rồi. Đồng đội tôi ăn ok. Thì mỗi người sẽ có một cái lẩu riêng của mình. Người này thích ăn lẩu súp bò, lẩu kim chi. Vợ mình thì ăn lẩu kim chi. Bạn mình thì ăn lẩu súp bò. Bạn mình thì ăn chòi, bạn mình ăn lẩu bự quá vậy. Một mình ăn hai người, tại em bé nữa. Nhỏ con ăn bự quá vậy. Nhỏ con ăn nhiều quá vậy. Đó, Nhân nói mà Nhân là người của công chúng quá kìa. Nhân là này làm thua quê mặt hơn Trung đó, Trung quốc cái lẩu không? Quần tất già. Mình người nhỏ mình ăn cái lẩu nhỏ thôi các bạn, cái lẩu nhỏ xíu à. Các bạn nhìn cái lẩu của mình là dễ thương không? Rất dễ thương. Ok, bây giờ mình cho rau của mình nó chín đi. Chén rồi. Không có chén rồi, không có cái chén này thôi, bỏ tôi cái chén này đó. Cái chén này nè. Đi ra cơ thể gọn quá. Đi dậy. 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 Biết
quá ngọt. Nè, mấy cái ăn ốc vậy, mới đeo tay vô nữa. Vì vậy mà chiến đấu lại chứ. Mới thấy luôn ấy. Cũng hàng. Chỉ còn dấn nữa hả? Cái này chưa đủ đô nên vậy. Tội nghiệp con bé. Ở thiên biển mà bị dính thiên hướng là sao? Sốc à. Nàng hết quá. Chưa đủ đô. Sốc quá. Anh ăn gì không nè? Đúng vậy. Đó là đây nè. Với ơi, hai ly nước lạnh đây luôn với ơi. Mày vô nhi ơi. Anh nước lạnh quên. Nước gì? Anh soda. Soda hả? Chị hai lấy đi nha, cứ đem soda. Không, bên kia kiểu nó hai ly à. Nước lạnh bên đây nữa. Đây, nước lạnh. Soda ở đâu? Soda của ngàn. Cho em ly nước ngọt đi lên với ơi. Mày nước lạnh hả? Em nước lạnh luôn hai ơi. Rồi. Trời, giống như thật. Chị là không có kia hả? Ông Phúc Nguyên ơi, cái này là sức tao, tự lo đi. Xa quá. Mình mới đi tự phục vụ mình uống bạn bữa nay cuối tuần và hai đồng. Thank you. Cho nên vẫn phục vụ luôn. Hỏi đi, diễn các bạn đó mà nhớ qua bàn bên này. Thì đó, bởi vì hú không mà. Ồ. Ăn thì xong da đau họng. Có thì gói thôi. Bây giờ mình đang hết rồi các bạn ơi, cho nên mình sẽ đi lấy nữa. Bây giờ nhân mấy dĩa rồi. 10 dĩa rồi đó. Ừ, nữa mì gói không nè. Mì gói mày vô. Mình bỏ cái con ghẹ vô lẩu ngon quá trời luôn các bạn ơi. Ông Nhân mình cho anh lo vợ mà giờ bỏ vợ luôn rồi. Ăn lẩu là phải đứng mới ngon chứ. Các bạn thấy không, ăn lẩu là đứng mới ngon. Thật bạn tôi nó đứng luôn. Bây giờ mà tôi cũng đứng nữa. Thằng bạn tôi bây giờ nó đứng ăn luôn. Bây giờ tôi đứng ăn với nó luôn các bạn. Ăn đi, ngủ nhất ăn tiếp. Cái này ngồi ăn sao lại cái này đứng lên luôn. Ăn mới đứng lên, mới ăn mới lại. Không có ăn xả dao là phải đứng lên. Đúng rồi. Bây giờ thì cái nồi súp của mình nó đã sôi rồi các bạn ơi. Wow, sôi dữ quá. Ngon quá. Trời ơi, con Nhân nó bay khốn lên khỏi ăn luôn. Đây nè, xong mặt xong hơi luôn. Ủa, ai dặn con anh hai vậy? Trời ơi. Thằng chưa thấy luôn, tụi anh xanh đây. Tại vì nó sâu quá trời luôn. Đúng á, nãy giờ không ai. Hết hồn. Mình đang ăn cái đậu cay các bạn, nó quá cay luôn. Thì cái phần này là 29 đồng. Vậy 22 à? 52 đồng. Nếu mà mình ăn cái phần thịt nướng luôn là 29 đồng. Cho nên mình không ăn thịt nướng bạn, tại vì mình sáng ăn thịt nướng rồi. Ồ, quá đã. Dĩa chồng dĩa. Mình cái lẩu của mình á thì mình bỏ cái ít đồ, mình ăn bao nhiêu các bạn. Gì
còn so quá hả? Qua tôi lo cái chục công tác tiếp. Chú bắn ăn ghẹ không chú? Chú. Cái mặt luôn. Dặn lô thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi ra đây mình lấy rau ăn các bạn ơi. Thì mình lại đứng ở đây nữa và mình đợi nữa, thì những cái nào mình thích ăn thì mình sẽ lấy, những cái nào mình không thích ăn thì mình không lấy. Ok các bạn ơi, giờ mình sẽ bỏ xà lách son vô đây. Rồi mình bỏ ở đây. Ok. Ok, cái nồi spicy soup. Thì khi mà các bạn ăn hết soup thì họ sẽ chăm thêm các bạn nha. Còn soup không? No, that's it, thank you. Bây giờ nếu mà các bạn hết soup thì mình hết soup thì mình họ sẽ chăm nước thêm. Cái gì thôi, đơn giản. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã lấy thêm được hai cái dĩa này à. Ok. Với lại một cái dĩa ghẹ nữa. Các bạn nhìn cái dĩa ghẹ nè. Tiểu. Bây giờ mình sẽ đẩy nó qua bên đi mình ăn, để mình ăn. Ngon lắm các bạn. Dùng ngán là lấy cái dĩa gì. Quá ngon. Quá ngon. Anh ăn nãy giờ được 10 giờ 10 dĩa cho anh. Bạn còn kìa. Lấy bài giấc. Bên kia còn nữa kìa. Lấy hết rồi rồi mấy nguyên con. Trời ơi mấy ngó bạo ghê không. Bài bài kìa. Lên dĩa trồng 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 cao kìa. Ai ăn xong nó đem qua đây. Chồng mày quên để trước mặt mày giống như mày ăn không nha. Bằng đây thì ăn thì dễ chồng 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 kìa. Đâu nhìn em nhưng mà em bỏ rồi. Bây giờ mình sẽ cái ấy mình lấy một dĩa nó còn chút xíu thôi à. Cho nên mình bỏ ở đây. Thôi rồi. Bây giờ mình ngồi đây mình coi cái nồi lẩu nhỏ nhỏ xinh xinh của mình. Cái nồi lẩu của mình có chút téo các bạn. Nồi lẩu chưa thấy bây giờ cái nồi lẩu mình. Nồi lẩu này nó nhỏ như mình vậy. Mình rất là khâm phục. Cục chung đó nha. Các bạn vô đây các bạn ăn thoải mái luôn, ăn tới 11 giờ luôn. Ok. 1 giờ bị. Anh chưa quá cái bờ lẩu á. Ừ. Cứ bỏ vô. Kêu ông tắm vô. Cảm ơn em đã ăn cho hai cha con mà. Ồ 4 tháng.
chung đang ăn vô phần chứ nha. Chung ăn cho hai người mà chung có baby mà 4 tháng. Đéo nè, có thử cái này không? Còn nó lấy không? Lấy nữa không? Cho em miếng bị. Cái thảo này mình gom lại chỗ nha hả? Để hồi cho nó dọn. Bây giờ mình đi lấy đồ tiếp các bạn ơi. Mình đứng đây mình đợi lấy xà lách son. Ok em lấy nha. Ok các bạn ơi, xà lách son của mình đang tới rồi. Mình đang lấy xà lách son. Thì các bạn cứ vô đây, các bạn cứ đợi đồ ăn thôi. Thì ổn có xúc xích cho xíu nè. Bây nè. Đó. Bây giờ thì các bạn cứ đợi đồ ăn tới giờ các bạn lấy thôi nha. Ok. Bây giờ mình sẽ lấy hai cái luôn. Mình có thể đứng đây mình lấy bất cứ món gì mình thích. Rồi lấy hai cái luôn. Nè là chơi đây là bạn không? Rồi. Ok, giờ mình sẽ tiếp tục ăn. Đây đi. 200 tiền. Đứng hỏi. Gì? Anh hỏi mà 200 đi làm. Đi chơi ăn chơi tới lâu rồi, đi gặp tới lâu rồi. Nói là nó tung thì không sao. Ăn mì nó. Rồi, đi vô vô ăn mì gói không? Ừ. Ta bị buồn. Không phải, ông có gì đâu được cái gì ăn hết á. Thì vô đây các bạn có thể ăn, các bạn có thể lấy trứng cút nè, tàu hũ nè, nói chung là các bạn thích ăn gì lấy đó thôi, nhưng mà mình không thích ăn thì mình không lấy các bạn nha, chứ không phải là ở đây không có tàu hũ nè. Dạ không bán cái. Vừa ăn vừa làm đó, cũng kia vừa ăn thì người ta vừa ăn kiếm tiền đó, vừa ăn vừa kiếm tiền có kia ăn không ạ? Vừa ăn là vừa mặt tiền đó. Nó gọi là ăn ra tiền đó, ăn ra tiền đó, vừa ăn vừa chơi mà có tiền đó. Ok các bạn ơi, bây giờ họ đã đem crawfish ra rồi. Anh ai lấy gì? Lấy chưa? Đem xuống dưới lấy chưa? Tôm không? Tôm ok. Bây giờ mình sẽ đi một vòng để mình quay cho các bạn coi chỗ này nó có cái gì. Thì xung quanh đây có rất là nhiều người ăn ở đây. Mình đứng đây mình lấy rồi cho nó lẹ. Đây mình đứng trên kia người ta lấy hết rồi. Ồ, một gì á. Cái băng chuyền này rất là hay các bạn. Bây giờ mình sẽ đứng ở đầu nguồn luôn. Thì thích ăn dừa ra là tới đây, mình thích ăn dừa ra là tới đây, mình sẽ lựa chọn những cái gì mình thích. Đây, ok. Bây giờ mình sẽ lấy cho. Thôi mình sẽ lấy nghiêu đi các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy nhiều, bỏ vô đây cho nó lẹ đi. Rồi, lấy một dĩa thôi. Đó. Nè anh Thanh. Ở đây luôn hả? Không có lấy gì được. Ok. Wow, mấy em kêu quá trời luôn kìa. Bây giờ nó đẹp kêu quá trời luôn các bạn ơi. Lấy mấy gì anh? Để coi nó có đem tôm không cả nhà bạn nha. Có tàu hũ nè, có bánh canh nè, có mì gói nè, có thịt bò nè, có nghêu nè, quá trời luôn. Thì các bạn vô đây các bạn cứ ăn thoải mái luôn nhé, không có cần phải
ngại cho cứ đứng đây lấy thôi. Ồ có bánh ngọt nữa các bạn. Tôm nữa. Ồ trái vải nữa. Lấy nữa mình lấy trái vải ăn nè. Nhưng mà trái vải là món tráng miệng cho nên mình sẽ không lấy đâu. Để coi có tàu hủ có cái gì món không. Thì ở đây nó có thịt bò nè, mì gói nè. Mì gói tàu hủ nè. Thịt bò nữa nè. Thì tôm nó nên ếch đem ra các bạn. À, cái bạn này mới ăn xong đi về rồi. Cho nên chút nữa mình sẽ lấy cái trái ngày bánh trái ngọt ăn các bạn nhé. Bây giờ để coi Quyên ăn gì đây. Thịt bò nướng. Thịt bò đại hàng. Bulgogi hả Quyên? Gà bì đó. Oh, gà bì, gà bì. Steak rib. Bây giờ bỏ thịt bò. Trời dữ vậy. Một mình em ăn hết không? 6 order luôn. Oh my god. Anh nhớ là nếu mà ăn không hết nó chạc 13 đồng phải không? Bỏ nhiều quá nó chạc 13 đồng. Oh yeah. Cố lên bị. Nó vậy đó. Lỗ rồi, cho cái này đi theo lỗ rồi. Để đi nó ăn vậy được nhiều ăn đi chứ về mà không có uống tiền. Giấu em bé vậy trời. Nhân đừng cố em. Đừng cố baby. Ăn được như anh. Giờ ép hả? Không sao. Ép cái khác. Cái khác. Cái gì? Cái con. Em lấy ngọc. Em tưởng nó bạn em trong sáng lắm, xin lỗi mọi người. Đã. Bây giờ mình sẽ lấy nước sốt tiền. Đây lấy cho. Nó đi lên xuống thì nó xuống. Tội nghiệp quá. Bây giờ mình đã review cái súp của mình các bạn. Giờ mình sẽ tự chế được cái nước sốt riêng của mình nha. Mình tự bỏ, mình tự nêm nếm luôn. Bây giờ mình sẽ tự nêm nếm cái súp của mình. Rồi like nãy giờ á. Người ta tự đâu bây giờ anh đang cho người ta coi cái nước súp anh tự chế luôn. Trên xe từ mở cửa ra, từ khỏi cửa là ta lấy rồi. À. Ồ, không nhận. Cái nước súp này của anh làm á nó còn ngon nước súp của nhà hàng này làm nữa. Đây đúng luôn nè. Giờ bước vô cửa người ta nó không nhìn nữa. Đây thằng quay luôn rồi. Ê, đi hơn là bữa đi không mua cái máy đó. Vô phòng. Nó lại giờ tìm nó sạm rồi. Giờ cá không em ăn không còn. Nó sạm rồi. Để cho nó mở. Nó quay. Ok các bạn ơi, thì bữa nay ăn đã xong rồi cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình nhé. Trời ơi. Lúc mà tôi đi mua quà là tôi mua 2 phần gì ăn mà tôi ăn không hết rồi. Cái quà ngày hôm sau đó tôi ăn với nhà bà xong rồi. Cái khác tôi ăn cái phần của tôi nữa là mới tới. Bây giờ mình sẽ đi trái cây lấy trái cây ăn các bạn. Ok các bạn ơi, thì bữa hôm nay mình sẽ ăn no rồi cho nên mình sẽ đi lấy với coi nó có trái cây gì không. Anh hai đợi gì thầy? Trái cây hả? Bây giờ mình lại coi nó có đem trái cây gì ra không nha. Hết kem. Trời ơi, tôi coi bạn tôi ăn bao nhiêu dĩa đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 dĩa. 30 dĩa. Bạn tôi ăn 30 dĩa các bạn. Ok các bạn ơi, ở đây thì họ có để cái tủ kem cho mình múc kem. Thì các bạn có thể múc tất cả những thứ mà các bạn thích. Dĩ nhiên là Nhân Lì sẽ lấy một ly kem cho Nhân Lì ăn rồi các bạn nha. Để coi có ngon không.
Chung ơi, can you? Chung ơi, Chung lấy cho Nhân một ly nữa nha Chung. Dạ, Chung lấy nào cũng được. Chung lấy cho Chung rồi, Chung lấy cho Nhân luôn. Oh yeah, bạn của tôi đã lấy một ly rồi. Bây giờ để tôi hãy coi bạn của tôi lấy. Thôi, lấy nào cũng được. Thank you, Chung. Thank you, my friend. Thank you, ăn kem không? Ăn kem gì? Ăn kem không? Em ăn kem không? Kem cứng em thích ăn nè. Kem cứng. Quá. Ngon quá, ngon quá. Xong nó nhanh nhanh lấy chưa? Ấy. Dạ dạ. Các bạn ơi. Bữa nay Nhân lì qua phô đa ai cũng dành đãi Nhân lì ăn hết chưa? Thì bữa nay người ta dành đãi Nhân lì ăn. Cho nên thấy các bạn không? Khi mà mình nổi tiếng mình đâu ai cũng dành đãi mình ăn hết chứ. Đó, đó là cái sự nổi tiếng. Vậy anh. Ok ok. Cảm ơn, thank you, thank you. Thank you. Chưa quay làm lại. Đi ăn xong rồi có tiền nữa. Xin chào các bạn, bây giờ thì tụi mình đã ăn xong rồi, thì tụi mình đi về. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình nhé. Hy vọng sẽ gặp các bạn trong một video clip tiếp theo. Mình đã mất tiền để trả là nô thanh chiều. Cá không? 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 Cá không